Thưa quý vị, theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam gọi tắt là VFA, kết quả phiên mở thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo của Philippines diễn ra hôm 25 tháng 7 cho thấy có doanh nghiệp của Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 175.000 tấn gạo cho quốc gia này. Có 4 doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu cung cấp gạo cho Philippines, gồm Tổng công ty Lương thực miền Nam trúng thầu 50.000 tấn, Công ty Quốc tế Gia trúng thầu 50.000 tấn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long 50.000 tấn và Công ty Lương thực Hiệp lợi trúng thầu 25.000 tấn. Các doanh nghiệp trúng thầu sẽ thực hiện giao cho Philippines trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2017. Trước đó, vào đầu tháng 7 năm 2017, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines đã chính thức mời thầu mua 250.000 tấn gạo theo phương thức chính phủ tư nhân thay vì là liên chính phủ như trước đây. Có tổng cộng 20 doanh nghiệp đủ tham gia đấu thầu, trong đó có 8 doanh nghiệp đến từ Việt Nam. Liên quan đến tình hình xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines, thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, năm 2016, lượng gạo bán cho Philippines chỉ đạt trên 400.000 tấn, chiếm 8,18% tổng xuất khẩu gạo Việt Nam và giảm đến 64,58% so với năm 2015.